Hoàng rất là được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự Úc Châu của Vietfay TV. Và kính thưa quý vị, một vị khách mời rất là đặc biệt trong chương trình Thời sự ngày hôm nay là luật sư Philip Trần. Kính chào anh Philip. Dạ, kính chào chị Kim Hoàng và kính chào các khán thính giả của Vietfay TV ạ. Có lẽ là quý vị khán giả cũng khá là ngạc nhiên tại sao trong chương trình Thời sự ngày hôm nay mà Kim Hoàng lại mời luật sư Philip Trần tham gia, mặc dù anh Philip Trần không phải là một gương mặt xa lạ với khán giả của Vietfay TV, bởi vì trong suốt những tuần lễ vừa qua thì anh Philip Trần chính là người đã phụ trách chương trình pháp luật phổ thông của Vietfay TV. Tuy nhiên trong chương trình Thời sự ngày hôm nay, bởi vì những cái vấn đề mà chúng tôi sắp sửa trình bày, một vài khía cạnh nào đó nó cũng liên quan đến vấn đề luật pháp của nước Úc, và do đó Kim Hoàng đã đặc biệt mời anh Philip trở lại với chương trình. Và kính thưa quý vị, trong đại dịch lần này và đặc biệt là trong bối cảnh mà ba tiểu bang lớn nhất của nước Úc đang phong tỏa, bao gồm New South Wales, Victoria, Queensland có thể sẽ sớm dỡ bỏ phong tỏa, và New South Wales thì chúng ta vẫn không biết là cho đến bao giờ mới có thể chấm dứt được tình trạng phong tỏa. Thì cái chìa khóa duy nhất để giải quyết cái vấn đề chấm dứt phong tỏa hay không, không những là tại New South Wales mà có thể nói là trên toàn quốc Úc Châu, đó là tiến độ chủng ngừa. Hiện nay nước Úc của chúng ta là một trong số những cái quốc gia được cho là có tỷ lệ chủng ngừa chậm nhất trong tổ chức OECD, là tổ chức những quốc gia đã phát triển bao gồm 38 thành viên, chúng ta chỉ đứng hàng thứ nhì từ dưới đếm lên mà thôi, với một cái tỷ lệ chủng ngừa khoảng 44% cư dân Úc trên 16 tuổi đã được chủng ngừa một liều, trong khi tỷ lệ chủng ngừa cho những người trên 16 tuổi với đủ 2 liều vaccine thì nó chỉ mới ở cái mức là khoảng 19% hoặc là 20% mà thôi. Và để nước Úc có thể trở lại cuộc sống của cái thời hậu Covid-19 một cách nhanh chóng nhất thì chúng ta phải đạt được mục tiêu 80%, đó là mức độ mà Trung tướng John Freeman đã nêu ra để đạt được cái sự miễn nhiễm cộng đồng. Trong khi thủ hiến của tiểu bang New South Wales đặt mục tiêu là 50% cư dân chủng ngừa thì mới thoát được cái tình trạng đại dịch. Và nói tóm lại là yếu tố chủng ngừa là một cái yếu tố vô cùng quan trọng để mà có thể thoát ra được cái sự lây lan của chủng biến thể Delta. Anh Philip có đồng ý hay không? Dạ đúng chị. Thì cái này là với cái vấn đề mà liên quan đến xã hội và thực ra là chính trị. Tại vì cái vấn đề này thì họ có thể nói 50, 60 hay 70 tùy theo những chuyên gia về vấn đề y học, khoa học và những người liên quan đến xã hội học nữa. Yeah. Và trong cái bối cảnh này thì Thủ tướng Scott Morrison cũng đã nhiều lần nhắc nhở là chủng ngừa có thể nói là sẽ là một cái giấy thông hành để người dân Úc có thể tham gia vào những sinh hoạt thể dục thể thao, về các sinh hoạt vui chơi giải trí. Song song đó thì Thủ tướng Scott Morrison cũng đã yêu cầu những cái doanh nghiệp nên có những cái biện pháp để mà cưỡng bách cư dân chủng ngừa, là một điều mà chính phủ liên bang không thể thực hiện được, bởi vì đó sẽ là một cái sự vi hiến đối với hiến pháp của nước Úc. Và cho đến thời điểm này thì công ty đầu tiên của nước Úc đã xác nhận là họ sẽ cưỡng bách nhân viên của họ chủng ngừa, đó là công ty sản xuất thực phẩm SBC ở tiểu bang Victoria. Đây là một công ty tương đối có một cái quy mô sản xuất khá lớn, với khoảng 450 nhân viên. Thì chắc chắn là anh Philip cũng nghe thông tin này rồi, phải không ạ? Dạ, em nghe rồi chị. SBC là một công ty rất lớn. Thì cũng trên New South Wales hay là những tiểu bang khác cũng không ai ở nước xa lạ về cái thực phẩm của họ. Họ làm vấn đề trái cây, hoa quả, bỏ trong hộp. Thì cái đó là những việc mà mình biết rõ ràng là công ty của họ rất lớn. Như vậy là với quyết định và với cái thông báo chính thức là cái nhân viên 400 nhân viên, 450 nhân viên cần phải chủng ngừa trễ nhất là vào cuối tháng 11 thì mới có thể tiếp tục công việc làm. Thì cái việc tuyên bố này, thưa anh, một cách theo vấn đề luật pháp, nó có phải là một cái vấn đề phạm luật hay không? Hay là một cái sự lạm quyền của một công ty hay không? Cái này thực ra theo em thấy là một cái coi như là một cái thí nghiệm. Một cái thí nghiệm của một công ty. Tại vì tính ra SBC thì cái thông tin là như thế này. SBC họ ra một cái thông báo là họ cần tất cả nhân viên cần phải được chích ngừa. Đến tháng 11 phải được chích ngừa. Họ cho nhân viên khoảng chừng 6 tháng để mà 6 tuần lễ để mà book.
và họ chấp nhận trả tiền lương cho cái ngày đi chích, hay là sau khi chích mà mình không có cảm giác tốt, thấy hơi cảm giác không tốt á, sau khi chích thì họ vẫn trả lương cho 2 ngày nghỉ, trong cái thời gian chích. Nhưng mà SPC nó không, công ty này không có hạn định chỉ cho những nhân viên của họ, mà là tính luôn, gồm luôn cả những người đến cái cơ sở làm việc của họ, là chẳng hạn như subcontractor, delivery, hay là những người đối tác khác của họ, hay là ai khác mà muốn đến chỗ của họ thì cũng cần phải chứng minh cái việc là họ, những người đó đã được chích ngừa rồi. Cái lý do tại sao em nói cái này là một cái thí nghiệm như thế này là tại vì công ty SPC không phải là công ty đầu tiên cần nhân viên phải chích ngừa. Nhưng mà những công ty mà cần nhân viên phải chích ngừa á, là từ trước cho đến giờ là những công ty làm những cái việc vấn đề liên quan đến healthcare, aged care, thì những cái công ty đó đã có cái chỉ định của chính phủ là nhân viên phải chích ngừa. Mà trễ nhất là vào giữa tháng 9 là phải chủng ngừa tất cả những người làm việc về healthcare. Thì cái luật mà chính phủ ra đối với những cái ngành đó, họ gọi là một cái Public Health Direction, thì họ có cái nguồn luật pháp vững chắc để mà có thể bắt buộc những công nhân của công ty đó, những công ty healthcare đó, họ cần phải chích ngừa. Tại vì cái xác suất mà có thể bị truyền nhiễm, bị dính và truyền nhiễm và lây lan cho người khác thì cái xác suất nó quá cao. Nhất là làm trong vấn đề healthcare là tiếp xúc với người khác rất thường xuyên, và có thể trong những cái trường hợp tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương, những người gọi là vulnerable, dễ bị tổn thương, có thể là sức khỏe họ không có mạnh mẽ để mà chống cái COVID. Thì cái đó là cái sự cần thiết dựa theo lời khuyên của chuyên gia, những người chuyên gia. Thì chính phủ dựa theo cái Public Health Direction của liên bang, rồi sau đó từng tiểu bang ra riêng những cái Public Health Direction của họ, thì em biết New South Wales cũng có. Nhưng mà ngoài cái ngành healthcare đó thì cái công ty SPC này lại là cái công ty đầu tiên chủ ý của họ ra một cái quyết định là cần nhân viên phải chích ngừa mới được đi làm cho đến tháng 11. Thì cái vấn đề ở đây nó khó khăn cho SPC ở đây là SPC không có dựa theo công ty khác để mà có thể nói là tôi chỉ làm theo những cái công ty khác hay là những cái việc mà người ta thường làm. SPC là công ty đầu tiên thì họ sẽ có những cái trở ngại. Tại vì mình cũng biết chính phủ chưa có bắt buộc phải chích ngừa mỗi người. Nếu mà công việc ràng buộc chẳng hạn làm healthcare thì bắt buộc chích mới được đi làm, thì cái đó là cái ràng buộc cao nhất. Còn nếu mà quý vị ở nhà, hay quý vị không làm healthcare, hay là quý vị cũng không có những cái yếu tố khác ảnh hưởng, thì quý vị có quyền lựa chọn chích hay không. Cái này là cái quyền tự do của mỗi người về những việc mà họ bỏ vào người họ. Thì vẫn là quý vị được khuyến khích nên đi chích, tại vì những cái lý do nó cho mình cái cơ hội giảm bớt triệu chứng COVID, có thể là không bị nhiễm COVID nữa, hay là những cái yếu tố khác. Nhưng mà về cái vấn đề mà bắt buộc, công ty bắt buộc bây giờ phải chích để mà đi làm, thì SPC là công ty đầu tiên sẽ được phản đối. Em nghĩ cũng có thể nó không phải là đa số, có lẽ SPC cũng đã suy tính về cái vấn đề công nhân của họ có bao nhiêu người và bao nhiêu người sẽ phản đối. Thì mỗi công ty, mỗi trường hợp khác nhau, họ cũng phải có một cái gọi là cái risk assessment, một cái hóa trình tính lại những cái xác suất của cơ sở, công nhân, nhân viên và những cái cách thực hành nhiệm vụ trong lúc làm việc nữa. Thì họ cũng đã làm rồi và họ ra cái quyết định này. Nhưng mà em nghĩ họ cũng có, sẽ có vài
công nhân họ họ có nghĩa là vẫn có sự ủng hộ và vẫn sẽ có sự chống đối, bởi vì một cái quyết định nào thì nó cũng sẽ có hai mặt của cái vấn đề. Hiện nay chúng ta đang nói tới cái yếu cái lợi điểm và cũng như là cái lợi ích của cái việc chủng ngừa, đó là để bảo vệ trước hết là cho cá nhân của chúng ta và thứ nhì là cho gia đình, rồi sau đó mới là tại nơi làm việc, không có gây lây lan. Và với quyết định của công ty SPC thì như chúng ta cũng đã biết là công ty này đã ra một cái thời hạn chủng ngừa tối đa trễ nhất là vào cuối tháng 11. Điều này cũng có nghĩa trong tổng số 450 nhân viên, chúng ta chưa nói đến những cái đối tác bên ngoài, những cái subcontractor. Đây là những cái nhân viên làm việc toàn thời. Nếu một trong những người này không chủng ngừa vào cuối tháng 11 thì họ sẽ bị sa thải, đó là theo thông báo chính thức. Và trong cái trường hợp Kiều Hoàng đang muốn biết, nếu những cái trường hợp họ không chủng ngừa, họ bị sa thải thì họ có quyền khởi kiện công ty hay không? Họ có chị, họ có quyền khởi kiện. Mỗi vụ nó khác nhau về vấn đề, cái hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn mọi người đều biết là chích ngừa không phải ai muốn chích cũng chích được. Lúc mà đi chích, chẳng hạn như em cũng đi chích rồi thì em cũng biết là họ hỏi rất là nhiều cái câu hỏi về vấn đề cái sức khỏe của mình có dị ứng hay không, có uống thuốc loãng máu hay không, và đủ thứ hết. Thì có thể trong những cái câu hỏi đó, nếu mà mình có những cái triệu chứng đó hay những cái bệnh đó thì họ sẽ có thể không cho mình chích, hay là không có thích hợp cái thuốc chích, không thích hợp. Thì người dân họ có một cái lý do để mà có thể là không, ngoài cái sự điều khiển của họ, họ không chích được. Thì cái việc đó là ngoài cái tầm điều khiển của họ, thì vì vậy mà lại không được đi làm hay là bị sa thải thì nó hơi bất công. Thì em nghĩ trong cái vấn đề SPC này thì họ cũng phải có những cái ngoại lệ, họ cũng phải xem lại từng cái sự phản đối và họ cũng phải tìm cách. Tại vì nếu mà xem theo Safe Work Australia là cái cơ quan chính phủ, Safe Work lúc trước là bình thường gọi là Work Cover vậy đó. Vâng, có nghĩa là cơ quan bảo vệ an toàn cho công nhân. Dạ. Thì họ ra một cái những cái thông tin là như thế này. Đầu tiên á, về vấn đề có quyền hay không để mà bắt công nhân phải chích ngừa thì họ nói mình nên xem xét lại. Họ không nói có hay không, họ không nói không. Thì tính ra nếu mà họ không nói có thì mình có không có một cái lý do hẳn hoi để mà bắt như vậy. Lý do họ nêu ra là như thế này. Đầu tiên đó là chích ngừa vẫn chỉ là một cách để mà giảm bớt cái sự triệu chứng của COVID. Bây giờ nó vẫn còn hơi sớm để mà có thể kết luận là chích ngừa nghĩa là không bị nhiễm COVID nữa. Nó vẫn còn hơi sớm. Tại vì có thể mình cũng nghe những cái thông tin. Tại vì sau khi những người đã chích ngừa rồi, cho dù là hai liều vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm. Mình cũng nghe những cái thông tin trên truyền thông là có người chích rồi tại sao lại vẫn bị nhiễm. Thì bây giờ hơi sớm để mà nói chích ngừa xong là sẽ không bị nhiễm nữa. Cho nên không bị nhiễm thì không lây được. Thì cái đó vẫn còn hơi sớm để mà nói. Họ khuyến khích là chích ngừa chỉ là một cách thôi. Nó cũng giống như về vấn đề cleaning, mình lau chùi sạch sẽ cái cơ quan, cái chỗ làm, hay là mình cách ly 1.5 mét, hay là mình có những cái mình áp dụng những cái cách khác để mà có thể giảm bớt cái xác suất bị nhiễm, hay là có thể bị trở thành một cái ổ dịch. Thì có rất nhiều cách khác để mà làm, thì chích ngừa chỉ là một trong những cách đó thôi. Thì vì vậy họ không có thể nói là bây giờ là bắt buộc phải chích ngừa. Họ khuyên là phải làm một cái gọi là cái risk assessment, và những cái điều mà Safe Work Australia nói nên suy nghĩ đó là đầu tiên phải dựa theo cái gọi là Australian Health Protection Principle Committee, là một cái cơ quan có những người chuyên gia, họ có ra ý kiến là trong cái ngành làm việc đó của công ty đó là nên bắt buộc công nhân phải chích ngừa hay không. Thì nếu mà có thì lại là một cái cơ sở để những cái công ty ra cái quyết định là bắt buộc. Còn nếu mà không á thì mình lại không thiếu cái cơ sở đó để mà bắt buộc người ta chích ngừa.
Rồi sau đó phải xem là những cái xác suất của cái việc công ty làm, chẳng hạn như là một những cái tiếp xúc với những người có thể bị dễ dễ bị tổn thương, những tiếp xúc với nhiều người hay ít người nữa, và những cái có thể áp dụng những cái cách khác để mà giảm bớt những cái xác suất đó. Thì trong những cái vấn đề này cũng phải suy nghĩ rõ ràng là và tính cho kỹ là có thể sẽ bị công nhân Hoặc là nghiệp hay đoàn, hoặc là những cái tổ chức xã hội dân sự họ thay mặt cho công nhân họ khởi kiện công ty nữa. đúng rồi, khởi kiện về ít nhất là cũng phải là hai lý do. Một á, là về vấn đề kỳ thị, chẳng hạn như mà quý vị bị một cái bệnh nào đó, rồi quý vị không được chích ngừa, rồi sau đó công ty sa thải tại vì quý vị không chích ngừa, họ không cho đi làm thì bị sa thải, thì quý vị có thể khởi kiện và nêu ra một cái lý do là họ đang kỳ thị về vấn đề bệnh tật nào đó. Ở đây phải nói là chưa chắc quý vị sẽ thắng, nhưng mà ít nhất Mình là có cái cái cơ cơ sở sở để khởi kiện. để mà khởi kiện nha. Cái thứ nhì là về vấn đề luật, về tư ẩn nữa, chẳng hạn như quý vị đang có một cái contract lớn, quý vị mướn nhiều người để mà làm việc, rồi sau đó cái contract này đó với một cái công ty lớn nào đó họ lại ra quyết định là quý vị phải chứng minh tất cả người đến cơ sở của họ được chích ngừa, nhưng mà lại thành ra là bắt buộc quý vị phải ra một cái quyết định với nhân viên của mình là phải chích ngừa mới đi giao hàng hay là đi đi đến cơ sở của người ta, cơ quan của người ta để tiếp tục làm việc. Có nghĩa là nó sẽ có một cái sự liên đới bởi vì cái sự bắt buộc này. Và những công ty khác họ cũng trong cái tình thế là tiến thoái lưỡng nan, họ cũng phải đưa ra một cái lệnh cưỡng bắt chủng ngừa. Rồi có thể, hay là họ có thể thưa, đơn giản thưa về vấn đề breach contract, nghĩa là không có tuân theo cái Vi phạm contract, hợp đồng. vi phạm hợp đồng, hay là họ có thể dựa theo cái vấn đề quyền tư ẩn của riêng của họ lại đã bị breach nữa, thì có những cái luật pháp bảo vệ những cái quyền lợi của cá nhân mà các công ty khác khác có thể dựa theo để mà thưa kiện. Thì em nghĩ bây giờ hơi sớm để mình biết là cái vấn đề này thực hành được hay không, nhưng mà rõ ràng rất có nhiều vấn đề SPC cần phải đối đầu, thì tính ra là họ cũng Vâng, gan. đây là một cái thông tin có thể nói là gây chấn động và gây chú ý rất nhiều trong cái bối cảnh mà nó dịch bệnh nó lây lan như thế này, và họ đã tạo ra một cái tiền đề để cho mọi người bàn cãi khi mà họ là công ty đầu tiên áp dụng cái luật cưỡng bức chủng ngừa đối với cư dân của mình, trong khi chưa một chính phủ liên bang và tiểu bang nào dám đưa ra cái quyết định như thế này. Mặc dầu thủ hiến New South Wales là bà Lady Bridget cũng đang nghĩ tới cái vấn đề cưỡng bức chủng ngừa đối với thành viên chính phủ theo một cái chương trình gọi là No Jack No Job, giống như là No Jack No Pay trước đây đối với những cái bậc phụ huynh cha mẹ. Tuy nhiên lần này đó chỉ là trong những cái dự định mà thôi và chưa có một cái gì gọi là một cách chính thức hoặc là một cái luật lệ để áp dụng. Riêng với SPC thì đó đã được ban hành và hiện nay thì phần đông công nhân vẫn hợp tác với giới chủ nhân. Nhưng mà như anh Philip vừa mới nói, không có gì nó gọi là bảo đảm 100% và vẫn sẽ có những khó khăn mà công ty sẽ phải đối diện trong thời gian sắp tới nếu như mà không may nhận được những cái đơn kiện từ công nhân, từ phía công nhân hoặc là từ phía đối tác của mình, phải không thưa? Đúng đó chị. Có nhiều cái thắc mắc, có thể là những cái chủ nhân của những cái cơ sở với công ty ở trong cộng đồng thì bây giờ cũng có những cái thắc mắc, chẳng hạn như là nếu mà nhân viên của quý vị họ lại ra một cái ý nghĩa là bây giờ tôi đi lên chỗ làm việc mà có người tôi chích rồi nhưng mà có người lại chưa chích, tôi không muốn đi làm. Thì người chủ lại đang bị khó xử, họ chưa ra cái quyết định là phải bắt chích người, nhưng mà bây giờ có người không chích, không chịu chích, có người lại đã chích rồi mà người chích rồi lại không muốn đi làm với những người Dạ đúng rồi, không họ chịu chích. không cảm thấy an tâm và cũng không cảm thấy là cái môi trường làm việc nó có thể bảo vệ cho họ được. Thì những cái trong những cái trường hợp đó đó thì cái câu hỏi ở đây á, là những người không chịu đi làm á, họ có quyền như vậy hay không? Thì bây giờ chưa có một cái vụ nào nó nổi tiếng trên thông tin hết, nhưng mà theo cái luật đó thì đầu tiên á là
Nhân viên có quyền từ chối đi làm nếu mà họ có thể chứng minh là đi làm sẽ có một cái sự nguy hiểm đến sức khỏe của họ, mà nguy hiểm là phải là tức thời, là sắp xảy ra đó, là một cái sự nguy hiểm đến sức khỏe của họ. Thì nếu mà chỉ dựa theo một cái vấn đề là người kia chưa chích ngừa, thì hiện thời thì chưa đủ để chứng minh cái sự nguy hiểm đó. Tại vì như em đã nói là chích ngừa chỉ là một cách để mà giảm bớt cái xác suất bị nhiễm và lây COVID thôi, chứ nó không phải là chỉ có cách đó là mới là sẽ không bị lây nữa. Cho nên những nhân viên nào đã chủng ngừa rồi từ chối không đi làm việc bởi vì có người chưa chủng ngừa thì đó là một cái việc từ chối không hợp lý. Yeah, thế bây giờ tính thì nó cho đến thời điểm này, chúng ta đang nói thời điểm này. Còn nếu mà có những cái yếu tố khác, chẳng hạn như là không chích ngừa nhưng mà tôi phải đứng gần họ nữa, cơ quan không cho đứng xa, không có đủ chỗ, một cái distance, không có đủ không gian để mà chúng tôi có thể đứng đứng xa, hay là họ không có clean thường xuyên chẳng hạn như vậy, thì trong những cái lúc đó thì mình có thể nêu ra những cái yếu tố khác để mà ủng hộ cái sự việc là tôi không đi làm đâu, tại vì đi làm là cái cơ hội nó quá quá cao để bị nhiễm. Thật sự thì trong đợt phong tỏa lần này tại tiểu bang New South Wales, đặc biệt là tại 8 khu vực hành chính mà được cho là điểm nóng, thì chính quyền của thủ hiến Claudia Bridgelin cũng đã thông báo là những công ty nào mà cái không gian không đủ an toàn mà cố tình cưỡng bức công nhân đi làm thì đó là cái sự vi phạm luật phong tỏa của chính cái chủ nhân của công ty đó. Giống như những gì mà anh Philip vừa mới chia sẻ là bởi vì người công nhân có quyền đòi hỏi để mà bảo vệ cái sự an toàn cho chính mình. Và đó là được cho là đòi hỏi chính đáng. Nhưng mà nói lại đó thì phải nói lại là cái vấn đề trong cái trường hợp này, chủ nhân của các công ty cũng rất là khó xử. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà nói họ cần phải ra cái quyết định là bắt buộc những nhân viên phải chích ngừa hay không. Nếu mà họ không bắt buộc, họ có phạm luật hay không, thì thực ra dưới cái luật WHS thì nó không có bắt buộc mình, không bắt buộc chủ nhân để mà ép công nhân phải đi chích ngừa. Cho nên mình không có phạm cái luật WHS. Nhưng mà trên cái mặt khác thì luật bồi thường lao động, nghĩa là nhân viên và công nhân mà bị nhiễm COVID trong lúc làm việc thì họ vẫn có thể đòi bồi thường lao động. Như thường. Có nghĩa là chủ nhân đường nào cũng chết. Những người chủ trong cái bối cảnh này vô cùng khó khăn. Và kính thưa quý vị, đó là những cái thí điểm như là luật sư Philip vừa mới nói, bởi vì đây chỉ là công ty tư nhân đầu tiên đã quyết định cưỡng bức công nhân của mình chủ người. Chúng ta cần phải chờ đợi xem 6 tuần lễ sắp tới 450 nhân viên của công ty SPC này có thật sự chủ người hay không, hay là có trường hợp thư kiện nào xảy ra hay không thì mới được cho là cái quyết định này thành công hay không. Và chắc chắn là kể từ thời điểm đó thì sẽ có những cái công ty khác cũng sẽ đi theo bước chân của công ty này, bởi vì cái vật hy sinh đã được kiểm nhận rồi, phải không thưa anh? Em nghĩ cũng chắc mọi người cũng phải xem xét lại cái vấn đề SPC sẽ thành công hay không. Có thể những cái công ty khác họ cũng có tranh giành cái những cái vấn đề là muốn mở lại mà cũng không muốn, mà mở lại một chút lại bị nhiễm rồi phải đóng, rồi đóng mở như vậy làm việc tổn thất rất là lớn, và có thể tổn thất như vậy lại càng cao hơn là cái tổn thất mà mình sẽ bồi thường cho những người thưa kiện, tại vì có thể cũng sẽ có lai rai. Nếu mà áp dụng một cái chỉ thị mà nó quá nghiêm khắc. Còn cái mức trung trung ở đây em nghĩ là ra một cái chỉ thị như vậy là bắt cần phải chích ngừa, nhưng mà phải có những cái ngoại lệ, phải có những cái trường hợp ngoại lệ, và từng trường hợp phải cần được suy nghĩ, suy xét lại. Và nếu mà họ hành động theo một cách hợp lý đó, thì có thể sẽ không có cái gì đáng ngại xảy ra, không có cái gì lấn cấn giữa giới chủ nhân và giới công nhân. Rất cảm ơn những thông tin của luật sư Philip cho chương trình thời sự ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị Kim Hoàng và cảm ơn các khán thính giả của VFX TV Show ạ. Vâng, Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới.